Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam về việc đăng ký hồ sơ ưu tiên của Việt Nam cho được xét duyệt năm 2024 là lễ hội chía bà chúa xứ núi Sam. Trước đó, vào tháng 3 năm 2022, thì chính phủ cũng đã đồng ý để trình UNESCO xem xét ghi danh lễ hội dí bà chú xứ núi Sam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Lễ hội dí bà chú xứ núi Sam, di sản thuộc đa loại hình, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc Kinh, Qua, Khmer, Chăm. Nếu được ghi danh, lễ hội với bà chúa xứ núi Sam sẽ là di sản đầu tiên của Việt Nam, có chủ thể là các dân tộc đa số và thiểu số. Lễ với bà chúa xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch hàng năm tại tỉnh An Giang.